Hello, hello, xin chào 500 anh em nha. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Raiden ha. Đó, nhìn ghiền chưa, chạy nước miếng liền. Video này mình cập nhật giá bán cho dòng Winner V1 cũng như V2 ở cuối tháng 11, đầu tháng 12 luôn. Và đặc biệt là giới thiệu hai phiên bản màu 3D cực chất luôn nha. Một phiên bản màu đỏ candy hay còn gọi là đỏ đen nha, và một phiên bản màu xám bạc đen. Đó, đẹp chưa? Hai màu này là tuyệt vời luôn á, cực phẩm luôn á. Đó, quá đẹp luôn ha. Đó, cập nhật giá bán cũng như trả góp luôn nha. Và quà tặng cho dòng này luôn ở cuối tháng 11 đầu tháng 12 ha. Thì 500 anh em cũng như tất cả mọi người xem xong video clip nhớ đăng ký kênh giùm mình cũng như like video clip để ủng hộ và cập nhật những thông tin mới nhất về xe máy nha. Hiện tại mình đang có mặt tại cửa hàng xe máy An Thành Phát. Theo như thường lệ mình sẽ quay xương xương mặt tiền cửa hàng xíu nha, để tất cả mọi người mình đi mua xe mình dễ nhận biết luôn. Đây là mặt tiền cửa hàng xe máy An Thành Phát, cửa hàng tọa lạc ngay ngã tư đèn xanh đèn đỏ, hướng đi vô cổng phụ khu công nghiệp Mỹ Phước 1, phường Thái Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Bạn nào có nhu cầu mua xe cứ liên hệ 0961469919 nha. Số điện thoại cập nhật ở dưới màn hình đó thấy không? Ok ha. Rồi, bây giờ mình cập nhật nè. Thì hiện tại cửa hàng xe máy An Thành Phát đang bán phiên bản Winner V1 với mức giá là 55 triệu đồng nha mọi người. Và dòng V2 được bán với mức giá là 53 triệu đồng. À, và giá mình báo hai con này đã bao gồm thuế VAT 10% rồi, áp dụng cho phiên bản nguyên bản hay còn gọi là màu Win á. Còn màu đỏ 3D thì tùy từng màu mà có giá bán khác nhau nha. Đó, nhiều anh em thắc mắc tại sao V1 mà mắc hơn V2 là tại vì dòng V1 bây giờ bên thị trường Indo đã ngưng sản xuất rồi nha mọi người, nên nó mắc. Cái nào mà cứ ngưng sản xuất hiếm là mắc ngồi á. Còn dòng V2 này thì đang được bên Indo sản xuất bình thường nha. Đó, nó giống như là dòng Winner X bên mình vậy đó ha. À, thì đây là dòng V2 ha, còn bên kia là dòng V1 ha. À, thì anh em tùy gu anh em chọn V1 V2 tùy gu thôi, chứ mình cũng không có nói trước được. Như anh em cứ kêu ủa sao V1 mắc vậy, mua V2 cho nó ngon, nó vừa full option vừa được nâng cấp này nâng cấp nọ. Nhưng mà nhiều anh em là thích dòng V1 nó ngộ vậy á nên nó mới mắc. Bởi nhiều khi nó mắc là cũng có lý do, chứ đâu phải khơi khơi mà nó mắc đâu. Tại vì nhiều anh em mua quá mà săn đón quá thì phải mắc thôi. Ok nhớ nha, V2 là 55 triệu và V1 là 53 triệu. Còn về vấn đề trả góp á, thì hai dòng này các bạn đều không cần trả trước nha, hay còn gọi là trả trước không đồng á, là tới chỉ cần làm hồ sơ trả góp đậu là các bạn có thể lấy xe về nha. Còn bạn nào mình trả trước càng nhiều càng tốt và trả trước 30% thôi. Bây giờ chỉ cần trả trước 30% giá trị chiếc xe thôi là các bạn nhận ngay cả về gốc rồi. Hồi trước á, là phải trả trước 50 hoặc là một nửa đó. Còn bây giờ chỉ cần trả trước 30 thôi, 1/3 giá trị xe thôi là các bạn nhận ngay cả về gốc rồi. Còn về thủ tục làm hồ sơ trả góp á, cũng rất là dễ dàng luôn. Bây giờ các bạn đi mua, các bạn chỉ cần cầm theo chứng minh nhân dân hoặc là căn cước công dân là được rồi nha. Không cần bằng lái, không cần sổ hộ khẩu gì luôn. Chỉ cần căn cước công dân hoặc là chứng minh nhân dân là các bạn làm hồ sơ trả góp được rồi hen. Đó. Và cửa hàng hỗ trợ trả góp toàn quốc cũng như giao xe tận nơi luôn, và trả góp rất là ok luôn. Và một ưu đãi đặc biệt dành cho các bạn nữa nè, đó chính là khi mà xem kênh YouTube của mình ở ngoài khu vực tỉnh Bình Dương tới mua xe sẽ được anh Côn cũng như cửa hàng hỗ trợ thêm 500.000 tiền xăng xe đi lại nha. Nhớ nha, khi mà xem kênh YouTube của mình ở ngoài khu vực tỉnh Bình Dương tới mua xe sẽ được anh Côn hỗ trợ thêm 500.000 tiền xăng xe đi lại nha mọi người, nhớ nha. Ngoài này ra thì cửa hàng còn tặng quà nón như áo mưa đầy đủ, nói chung là yên tâm hen. Đó. Rồi, đó là về thông tin giá bán cũng như trả góp cho dòng Winner V1 V2 nhập khẩu từ thị trường Indo này. Tiếp tục là mình sẽ quay xương xương hai phiên bản màu sơn độ 3D nha. Cái này là sơn 3D độ màu luôn nha, chứ không phải là tem trùm nha. Và cửa hàng hỗ trợ làm cà vẹt theo màu sơn luôn, nên anh em cũng như mọi người yên tâm hen. Rồi, đầu tiên mình quay xương xương cái màu đỏ candy này. Rất là nhiều anh em hỏi cái màu đỏ candy này luôn. Mình nhớ là bình luận trên kênh mình rất là nhiều là hỏi là màu này còn hay không anh, rồi các kiểu đó. Thì hôm nay mình cập nhật cho mọi người luôn ha. Đó, xăm chiếc đi Tết, màu đỏ mà đi Tết là cực kỳ may mắn rồi ha. Đó, toàn cảnh phần mặt thông bên phải của xe nè. Đó, đẹp chưa? Mình quay tổng quát để mọi người có nhìn tổng quát cho nó dễ ha. Rồi, bây giờ mình quay xương xương chi tiết nè. Đây V2 nha mọi người. V2 nó khác V1 ở chỗ là rất là dễ nhận biết luôn. Và chính là đầu tiên là cái màn hình LCD.
đó, cái màn hình đồng hồ ha, rất là nhìn rất là giống dòng Sonic luôn, cũng như cái xi nhan đó, thấy không, xi nhan nó lòi ra nè, V2 nó lòi ra, còn V1 nó không có lòi nha. Đó, V1 nó nằm làm y chang dòng Winner 150 bên mình luôn. Và đồng hồ cơ đó, nhìn xa xa đồng hồ cơ không. Còn V2 là đồng hồ full LCD nè, rất là hiện đại luôn ha. Và đây, bây giờ mình quay kỹ mọi người xem mặt nạ nha. Sự kết hợp giữa màu đỏ, một chút màu trắng và một chút màu đen tạo điểm nhấn gân guốc, quá tuyệt vời luôn. Đây, đây là phần mặt hông xe nè, mọi người thấy không? Đó, động cơ thì 150 phân khối nha, 6 hộp số, 6 speed DOHC ha. Đó, với các dòng chữ màu trắng nằm trên nền đỏ candy rất là nổi bật, rất là đẹp luôn. Và đặc biệt là phần mặt hông nè, với dòng chữ GTR, Winner GTR ha. Nó chính xác là Supra GTR. Đó. Nhưng mà mình hay đọc tắt là Winner V1, V2 hoặc là GTR thôi. Ha, à, ok không? Đẹp ha. Chiếc hai chiếc này thì chỉ độ màu sơn 3D thôi, còn các chi tiết phụ kiện bánh mâm bánh miết rồi là giữ nguyên nha, màu green hết luôn. Ok ha. Mình thấy màu đỏ này đẹp nè. Còn màu bạc này á, mình cũng có quay 1-2 lần ở những video trước rồi, nhưng mà nó đẹp quá mọi người, cũng như nhiều anh em kêu cập nhật lại quá. Thì bây giờ mình quay lại cho mọi người xem. Đó, mình báo cáo với mọi người là vẫn còn màu bạc này nha. Nhiều anh em tưởng nó là hết rồi nhưng mà cửa hàng đổi liên tục à. Màu nào mà cứ hot, nhiều anh em thích là cửa hàng bán xong rồi đổi, bán xong đổi liên tục. Thì nói chung là bán được màu nào là cái độ màu đó, trên màu nào là đổi liền. Đó, mọi người thấy đẹp không? Màu bạc này nhìn rất là sang nha. Nhìn kỹ ở ngoài màu bạc nhìn đẹp lắm mọi người. Mọi người cứ tới cửa hàng xem đi. Đó, mọi người thấy không? Buổi sáng nó quay nó hơi chó xíu á, chứ màu bạc này đẹp nè. Thấy chưa? Thấy không, mặt không đẹp chưa? Bạc mà nó kết hợp với màu đen nó nhìn nó rất là sang nha. Bạc mà sao không sang được? Bạc vàng kim cương mà. Đó, phần mặt hông nè, thấy không? Ok không? Chữ GTR nè, màu đen nằm trên nền bạc được khắc điệu nè. Rất là đẹp luôn. Tinh tế ha. Rồi ok nha. Đó, rồi, mình cập nhật giá bán cũng như trả góp và giới thiệu sương sương hai màu 3D đó. Thì anh em nào có nhu cầu mua xe cứ liên hệ theo số điện thoại 0961 469 919 nè, để được cửa hàng tư vấn kỹ ha. Rồi, xin chào tất cả mọi người nha. Và mọi người nhớ đăng ký kênh cho mình nha. Hẹn gặp lại mọi người ở những video clip sau.